Dạ Khánh xin chào ông bà cô chú anh chị em và bạn thân yêu. Mấy bữa trước thì dì Hai Khánh có gọi về. Dì Hai nói là ở nhà giờ cắt thêm 100 cái bưởi nữa gửi ra cho dì Hai. Tại vì những người mà hàng xóm xung quanh khách của dì Hai á thấy bưởi ăn ngon quá. Cho nên là cứ khoảng nửa tháng cái là dì Hai hái một lần. Nửa tháng dì Hai hái một lần. Lần này là lần cũng thứ tư rồi đó. Đó, thì bữa nay ấy là Khánh tới thì thấy bữa chín cũng nhiều lắm luôn. Đó, bữa nay thì mẹ Khánh nè, Khánh nè, Dung nè, dì Hương nè, Tí cả nhà cùng nhau đi hái bưởi. Khánh xin mời ông bà cô chú anh chị cùng theo dõi. Dì Hương đang lần trèo lên cây bưởi. Ôi cái trái bưởi này bữa hổm hái còn thoát nè. Đó, trên này thì có hai trái. Được không dì Hương? Trời ơi, Tí vô cũng hái dữ rồi ta. Hái bẩm bẩm luôn á. Trời ơi, cây này chín quá chừng rồi. Hái thả dũng luôn hả? Hái xong luôn. Vung cho luôn. Trời ơi, lúng đất luôn rồi, lúng bùng bùng lên luôn rồi. Nặng quá trời, ruột không á. Cái tái đó nó chín dữ lắm luôn, nước á. Nó chìm luôn. Nặng dữ. Rồi chết rồi. Chết nhưng mà còn cuốn. Nó chẻ ra làm hai, còn cuốn gì hơn. Đây con tái chín nè, tái này chín vàng tươi luôn nè. Chín nhiều quá hả? Mẹ ơi, hái chừng chục tái chiều á, ai đi rước con Vi á, đem qua chia cho mấy cô ăn với. Chia cô hai tái vậy. Chia cho ông thầy thể dục với. Ông thầy Minh của con Vi. Nó gặp ông thầy là thầy Minh. Kêu thầy Minh hả? Trời ơi Dương ngồi giống khỉ quá Dương. Khỉ ra lồng. Ôi ba tái luôn hả gì Hương? Trời ơi sao hai Vinh ta để ra nón lá được không? Không được này gì Hương, để ra nón lá nè. Wow. Vậy là nó còn nguyên luôn á. Vậy mới còn nguyên được nè. Vô không em heo bán lá hả? Em đâu có tính ở đâu. Tại hồi nãy đi bơm bánh xe về giữa đường gặp mẹ rồi trở nhà đi nè. Các sự sát cái này thôi nó chín hết trơn. Tại nó chín. Chín không biết ăn được không á. Chín quá chín luôn. Cái này ngon dữ lắm. Ủa, y như là dạ. Bưởi tiếng vua vậy mẹ. Vua. Y như bưởi tiếng vua ạ. Ôi có tới chín nó mắc kẹt trên cây nè. Ủa chín quá trời luôn mẹ. Trời ơi bữa nay chắc còn hơn 100 kg với mà. Hết thì còn lên nữa hơn 100 kg. Hết rồi, bữa nay hết rồi. Còn tại nó hái vậy chứ hái lại cũng còn nhiều lắm ạ. Hai tái này nè. Vì sao hai bánh không ai qua bánh chụp chứ gì sao? Giống một bánh chụp đi. Mẹ đưa con kéo con cắt cho. Ủa? Bự đây nè.
luôn chứ. Nha. Ngon ghê luôn á. Nó vàng tươi à. Mình thả đây. Còn cái này nó bự nè. Cái này bị chản luôn á. Cái này bự mà đẹp nữa. Dính đến trên á, dính đến trên. Để mai cho. Hả? Ừ, đúng rồi đó. Thấy. Đó, trời ơi, thì đẹp, ghê đẹp luôn á. Nè, cái này ngon thiệt ngon luôn. Còn trái đựng luôn, còn trái kìa. Cái này xinh hơn đẹp đó. Cái đẹp, ghê đẹp á. Chụp chắc không kịp luôn. Mẹ nói chứ hơn 100 kg. Nhiều lắm á. Cây này nhiều lắm rồi. Cây nhỏ thôi chứ. Chụp nha. Hả? Chụp nha, nhiều lắm á. Ờ, tôi tới nè. Cây nó chín, nó nứt kìa, nó nứt ra tới vỏ luôn nè. Bưởi lão cho nên nó vỏ mỏng nè. Còn bưởi mà bưởi tơ ha, cái vỏ là dày luôn. Bưởi là tươi, nhỏ mà có vỏ. Không. Ai nói mẹ? Chú Hai. Tôi thắng cho chú mấy đá chú ăn chứ không nhỏ mà có vỏ. Chú Hai nói vậy hả? Ừ. Bưởi này chứ ăn mình mê. Một cây bưởi này chứ ba cây bưởi tơ không bằng. Ba cây bưởi tơ đâu bằng. Một cây bưởi này. Thôi ba bốn cây đó nó chín đỡ giật kìa tí. Đang chín cân. Xách vỏ lên mấy hụt nó, để luôn vỏ luôn đi. Sao? Hả? Ở trên đây gió đảo quá. Sao? Ủa? Ai vừa chặt cá? Ủa? Bữa nay có không có tiền mà có một tí. Để chụp, để chụp. Hả? Vỏ nó gãy cuốn à. Con ong hay con gì tí? Con heo hoài luôn á. Con gì? Thấy mặc áo màu hồng nó tưởng bông rồi nó heo hoài. Thấy mặc áo màu hồng hả? Rồi, lớp rồi. Lớp rồi đó rồi. Non hơn mà hai hả? Chứ non hai chín chưa? Chín rồi. Ê, đây. Thấy mấy cái vàng tới không? Xanh hay sao? Xanh để đợt sao hả? Thấy nó còn non và xanh lắm. Ừ. Cái này đụng nó cuốn luôn. Rồi tới. Áo. Ôi. Áo. Rồi, gãy cuốn rồi. Chùm nó đó. Rồi rồi, ấy xuống đi, chị quăng xuống đi chị. Trên. Hả? Ừ. Đó. Đó. Ôi. Ôi. Ừ. Chị nó lên tới đây, cô lên. Mẻ phụ con. Ờ, tới này bị nứt rồi nè. Chín quá, chín luôn. Cái này ngon vỏ. Nè. Còn cái nữa. Ủa, cái này là non. Bên đây nè. Còn cái bên đó. Ai, còn cái này. Này mà cắt. Ừ. Quá trời mọi người. Thôi, cái này chín chưa. Chết tới nhà bên kia, bên nhỏ kìa, bên kia. Cái này chín nè nè, này chín rụng nè. Trời ơi. Nè, nặng kịch luôn nè. Cái vỏ bóng mượt luôn á. Ừ. Đâu. Được còn quay luôn. Dì Hương ơi, Khánh leo lên tên này, Khánh quần cho dì Hương hái nha. Khánh thấy ở tên cây này thì có còn nhiều tái chín lắm. À, chỗ này thì có cây cầu với cái dũng. À, giờ Khánh leo lên đây. Khánh quần xuống, Khánh đạp xuống. Cho dì Hương đứng ở dưới, dì Hương dễ hái hơn. Ừ. Cây này nó khô. Tên quá. Rồi Khánh leo lên tới ngọn cây rồi. Giờ Khánh đạp xuống. Khánh
Được chi vậy hả? Một tay đu còn một tay thì cầm. Được. Hai tay hả? Ở hai tay nữa nè. Gió quá gió luôn á. Đừng lọt dũng nha gì hả? Thanh nhúng mạnh lên cái là gì hơn. Còn ngang tay nữa nè, để Khánh hái cái này. Cái này để Khánh hái à. Được, được, được. Chụp được không vậy hả? Ồ, hay quá. Cặp đôi hoàn cảnh. Dù hoàn cảnh nào cũng phải vượt qua. Đây, ở đây thì Khánh thấy là có một tái nè, hai tái nè, ba tái nè, bốn tái nè, năm tái, sáu tái nè, bảy tái nè, còn nữa không cà, ở trên đây nữa nè, tám tái nè, trời ơi cả đống trên đây luôn. Bây giờ Khánh cho rất dũng hay là gì hơn chập? Ồ, gì hơn cho không biết chập hả? Hái được không chập? Được, được, để Khánh hái cho, gì hơn chập đi. Đây là lần đầu tiên Khánh vừa một mình quay phim nè, leo cây nè, rồi hái bưởi nè. Đó. Bình thường thì hái cho người ta quay hoặc là quay cho người ta hái thôi. Còn bận này là hái luôn, vừa leo vừa hái vừa quay luôn. Đó. Dì Hương chụp nha. Dì Hương đứng đó chụp dễ hơn á, đứng đó chụp chụp dễ hơn ra cây cầu dì Hương ơi. Đó, hay quá dì Hương ơi. Đó. Rồi. Không sao. Không sao. Ôi là cái cái. Tại vì cái tái đó cái cuốn nó ấy quá. Cái cuốn nè, cái cuốn nó nhỏ quá. Dở quá, dở quá. Đúng là cặp đôi hoàn cảnh. Tùy theo hoàn cảnh mà lẫm bởi. Vừa cầm vừa quay á. Đúng rồi, nó không có thế. Còn đây tái nè, tái này nó hơi xa xa. Khánh đang ngồi chầm hổm. Nhưng mà Khánh nghĩ là Khánh sẽ hay được. Đó, đây, được rồi. Hy vọng là dì Hương sẽ chụp được tái này. Khánh liền nha. Kìa tái ở chính nha. Ôi. Đây có con tái mà không biết sao hay được. Đây là tối này là dì Hân Khánh nha. Ấy dì Hân hay được không? Xa quá hả? Khánh rung đi. Thôi thôi thôi. Tái rồi, nó tái tỏi luôn rồi. Chín quá hả? Chín quá, nhận ảnh. Coi dì Hân coi chặn Khánh nè, chặn chụp Khánh nha. Bữa dì Hân chụp được chứ Khánh không biết dì Hân chụp được không, chắc không được quá. Không được. Đây nè, còn tái nè. Chơi gớt luôn mới được. Thế yếu quá, yếu thế quá. Dì Hương ơi, hồi nãy giờ ấy không được, giờ được rồi nha. Xa. Lại được một em nữa. Xa. Hay quá dì Hương ơi. Dì Hương ơi. Rồi. Cứu mẹ. Mẹ mẹ qua cổng không được. Kêu Dì Hương cứu. Rồi cái cầu yếu quá rồi. Mà mẹ xách thêm vỏ bưởi bự bự nữa. Mà nó yếu mà nó giòn nữa. Để cởi con phụ thôi. Cái cầu kia rắc rắc hả chị Hương? Nó ghê rắc rắc. Hả? Ghê lắm mày đó. Thôi đừng xách nặng qua đó mẹ ơi. Leo lên tỏi giờ. Thôi rồi xuống rồi. Chút lụm luôn, lượm. Leo lên tỏi giờ xuống nó rung chân quá chừng luôn. Rung chứ. Sợ. Nó mỏi á. Mấy cái này cũng bự bự nha. Yeah.
giờ Khánh nè, Khánh leo lên cây kế một bên. Đây nè Tí ơi, cây này nè, bên đó còn cây á. Rồi nè, có hai cái đây gì hơn, hái được không? Đó. Rồi nè, hai cái luôn. Cái đó ngoài mấy dũng hơi khó hái. Trời ơi, chuột thế. Rồi ở ngoài này cái đó hái không được, mệt quá. Ở tới này chín rồi nè, tới đây chín mà hái không được, rung hay gì hơn ơi, đã rung rất một cái vậy. Tí thì nãy giờ leo ra từ trong cái nhánh cái cây nãy Khánh leo á, leo ra múc ngoài này luôn. Nhìn như con khỉ luôn á. Ừ, cho ba tới đó gớt xuống luôn đi, tới ba tới luôn. Lắc ra, lắc nhanh ra. Thôi, cái này tắm đi, tắm không ướt giờ nè. Lên trên còn một cái nữa. Rồi, còn cái. Hay quá. Còn tái này nữa nè, chị ngay ấy xuống này chị. Cái cây này dễ leo nhất luôn á. Đạp đạp nhanh xuống chị hái cho. Rồi 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 nặng kịch luôn. Cái này công nhận nó nặng. Này Dung. Ôi. Này Dung. Chín nè. Ôi tên kia 3 4 cái nữa. Bây giờ hai phải leo lên tên này hả? Em tí nó leo dễ hơn rồi, tí cưng leo đi tí ơi. Cưng nhỏ gọn hơn chị cưng leo đi. Mẹ cái này rồi cho con. Đây có ba tái nè. Ở cây này nhóc luôn á. Cây này nhiều nhất trên ông cát. Coi chừng mới cắm dao nha, cái cầu nó muốn gãy rồi đó. Có gãy đâu. Mẹ chị nặng mà. Mẹ chị nay như hột mít thấy không? Hột mít di động.
hai trái sẽ khó chụp hơn á. Cây này đùm hai trái, hai trái không? Chín quá, chín nè. Dì Hai bữa hổm hái, dì Hai kêu hái bữa chín chín đó nha, hái bữa chín chín đó nha. Nay bữa chín quá chừng. Tới nái luôn. Dung ô cũng biết chụp bởi nay không? Đó. Lũng chủm hồi nãy giờ mấy cái đáy tí hái á. Nó sẽ trôi, nó trôi 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 lại. Nó sẽ bị mắc kẹt ở chỗ cây cầu nè. Rồi lát nữa mình xuống mình lụm sao. Mình không có sợ nó trôi. Kìa có hai tái ngoài đó kìa. Gai hay gì hơn? Thành quả của mấy em rất là mình bỏ vô bao nó không bị gãy nè. Mẹ lột cái đó này ăn thử nha. Nó ra tới vỏ luôn, nó không có cái vỏ luôn á. Không có chừng luôn á. Không có cái vỏ luôn á. Dễ sợ rồi. Mấy cái này đó chừa lại nhà. Nó không có vỏ luôn. Nó có cái màu xanh chứ nó không. Cái này làm chè bưởi là không bao giờ làm được cho. Bữa nhà mình không làm chè bưởi được ha. Đi con gì ăn à. Thôi nó mỏng. Tới nào cũng như tới nào thôi. Cũng như cam vậy. Bưởi mà tưởng cam thôi. Rồi, rụng quá chừng rồi. Đưa cái vỏ cho anh tí đi, có gì để lên trong cái vỏ. Dừng xuống sao nổ cho. Hả? Dừng xuống sao nổ. Ít mà. Như vỏ nhỏ nè. Đóng nè. À, à, nè. Rồi chị Dung chụp kìa. Để đây chị Dung, sao quá chụp đâu nổi. Ngày đưa cho nó vỏ nó lên cái chuyện xuống nữa vỏ nó chuyện đó. Hả? Bữa này và hồi nó còn nhỏ chắc ăn cũng ngon như vậy. Không khác gì hết trơn. Cái hai đứa nó vỏ bữa bà nhỏ mà không vỏ. Nhỏ đó là ngon. Ý cho nó vậy. Hồi nãy cái cây này em mới hắn. Bạc cây. Tí nó nhỏ con. Nó leo. Dễ. Này nhà hàng Duy à, không hái được rồi. Thua luôn á. Hợp có tạ luôn hả? Nó vô tạ rồi. Kìa coi đó, hai tay bự rồi tí. Hái đó sao hái cả. Dung không có đem nón lá cho nên là đội nón bảo hiểm đỡ. Ừ. Tới đó bị nắng. Ở tới đó ngon á. Tới đó đưa mẹ ơi, mẹ gọt đi. Mày ơi. Ok. Ơi. Đi qua tới nhánh này mới phát hiện là bởi còn hai trái. Ờ. Chị cũng nãy chị cũng mẹ. Tính nấu vậy. Còn mấy trái. Hết niệm không? Gọt. Ngon không mẹ? Ngon. Ngon trái luôn à. Tới này ăn. Tới nào cũng ngon hơn á, không có tới nào dở. Đây là bưởi da xanh mở cài Bắc Bến Tre. Cái da nó không còn màu xanh nữa, lý do là nó do nó chín quá. Bữa mình nhỏ tái nhưng mà nó ngon. So với bữa mình so với bữa ta thì thấy bữa mình xấu. Xấu nhưng mà quan trọng là ở tông nó đẹp. Tâm ăn ở vậy? Ngoài nó xấu nhưng mà ở tông nó lại đẹp. Còn mấy trái bưởi mà coi cũng có nhiều cái trái mà ở ngoài thì nó đẹp mà ở tông nó chu lè đắng ngắt à. The dữ lắm, the ăn được. Thấy mẹ. Với nó có cái nào có nước. Nó chai. Chai. Cái này nước thì điệu rồi. Thank you.
là một tái dễ bẻ ra làm hai tí. Chị Dung dễ chụp tí. Thấp mà. Thấp hả? Ngày sáu còn mấy ai? Ngọt dữ. Ngọt, khánh ăn không thấy ngọt. Giờ tới giờ khát nước rồi đó. Ăn bưởi giờ phải uống miếng nước. Nó hơi ngọt quá, gắt cổ. Y như cục đường á. Trời ơi, bên kia có con tái vàng khè luôn kìa. Bên kia bữa non luôn à. Tới bữa nó không gớt mà một tí nó gớt. Làm luôn tới bữa non ổn đi. Còn ăn cái gì giống hái đi. Rồi, xong. Xong. Nghỉ gì cơ. Nước này vô đó rồi. Có nước tâm vỏ hồi nãy đem theo nước nước đá. Nước đá tí lại đang uống uống rồi tí. Nước đá. Rồi sao vậy nè? Nước chè hé và muối lên tới ngon kìa. Tại này không có phân thuốc á, nên trái nó bị nhỏ. Nè, muối nó lên tới ấp o luôn. Nè, gọt ăn, gọt ăn gì thôi. Da này gì không? Hột á. Mình chủ vườn mà mình không dám ăn bữa đẹp. Ăn thường thường vậy á. Cái gì bên tàu mình không dám ăn, không dám ăn. Ăn uổng chứ gì á. Mà mình lựa mấy cái trái như vậy nè, mình ăn nè. Mà thật sự mấy trái này nó cũng đủ. Trái này được hết, mày cầm cái hết. Cái này bé. Nó non nóc lên. Cái này hồi nãy con lượm nè. Còn quay luôn á. Phải không? Phải tới này nãy lượm mà. Phải không? Dì Hương gọt luôn tới này gì hơn. Tới này cái trời ơi vào nó bé. Nó non nóc luôn, nhìn y như là em bé mới đẻ hả mẹ? Y như mặt con Vi mới đẻ rồi đó. Mày vào. Nó non nóc à. Sọc. Cảm giác là sâu vô phải phạm luôn phải không? Ừ. Mới đẻ mới ginh, bác sĩ mới ginh Vi trong bụng ra, cái bác sĩ nói trời ơi nó tội lỗi à, mà không biết tội lỗi là gì. Tội lỗi là gì ta? Thì nó sạch sẽ vậy. Tội lỗi là sạch sẽ hả? Nó sạch, nó gọn nữa. Mà con Vi đẻ ra nó không có bận, không có gì á. Không có bận làm tao nói vậy. Không có bận, không có dính gì á. Là như da, da ừ. Nó không có da chết. Chứ là có còn ta nóng quá làm như cái thai nóng cái nó bị bã ha. Mà em bé nhìn thấy ghê không dám ẩm. Chừng 10 ngày nó mới tróc từ từ. Tấn xác à. Người ta nó uống nước dừa ăn mía rồi này kia nó sạch. Được tâm cái gì mà? Biết rồi. Hả giờ chừng tâm 30 tái là dư rồi đó. Nãy giờ chắc dư rồi. Dư. Đợt trước là nhiêu ta, nhiêu ký quên này. Đợt trước ta mấy mẹ? Đâm... chín hả? Đâm chín hả? Rồi tới Dì Hương lọt xong rồi giờ tách ra ăn thử coi ngọt hay không. Đây là ban giám khảo cuộc thi ăn bưởi. Thì vô ăn hay không? Chưa ăn cơm. Ăn đi đặng hồi dậy ăn cơm. Bữa nay ăn mới sắc ruột, mấy sao biết ngọt, mày sắc ruột gì? Bữa ngọt ngay à? Thánh xin mời ông bà cô chú anh chị cùng ăn bưởi nha. Ăn thử cái ngọt không? Ừ. Như cục đường phèn á. Mở tóc ha. Nước nhiều. Nước nhiều. Bưởi này được cái là nó không có bị chai mà nước nó nhiều, nó đều cái miếng bưởi. Thường thường tái bưởi của người ta là nó bị chai ở trên đầu nè, nhưng mà cái tái bưởi ở đây là nó nhỏ tái thiệt, nhưng mà trên đầu nó không bao giờ bị chai, không chai mà không bị chai một cái muối nhỏ nào hết trơn á. Nước điện nước đầy đủ. Ngọt nha. Khánh là đồ chua Khánh không khoái nhiều. Chị Sáu biết sao chị Sáu? Không khoái đồ ngọt không? Cái bữa già nó không có còn hộp. Cái hộp nó hộp lép chút là bữa già. Còn nếu mà hộp nhiều nhóc luôn là bữa nó không có già. Mà chị Sáu để ý cho có cái giống. Có giống bữa nó hộp không à. Anh già nó vẫn có hộp. Thì nó ngọt thiệt chứ. Chút. Bán cái vườn này á. Bữa hộp bự nhiều hộp thì nó bán vườn người tiếp. Bán vườn này ổn. Không có bưởi ăn, mốt muốn mua đâu có, muốn mua bưởi ngon gì đâu có. Còn đâu, qua đợt rồi. Anh Trinh ảnh nói để ảnh đi bằng sắt bên bánh te. Mấy người bị giải tỏa rồi bả nha. Anh chỉ người ta qua đây mua, ảnh nói 2-3 ngày đó có người coi.
Em ơi, giá mình giá 85 triệu một công gì rẻ. Tại ở đây qua Bến Tre sát bên à, cách có một cây cầu à. Hôm qua nấu á. Hôm qua nó mà hồi nãy nó nói là mơ hai bữa nó có người coi nha tư. Hai ba bữa nữa có người coi thôi hả? Bữa này ngon quá. Dẫn người ta qua. Dần thật à. Hai bữa cho người ta ăn. Đi phải chùa. Cá đóng mà còn cá đóng. Nhóc luôn. Dung hồi nãy Dung nói là Dung không ăn. Nhưng mà giờ Dung nghe ngọt quá, Dung ăn thử coi ngọt không. Tại vì Dung cũng chưa ăn cơm. Ăn thôi coi. Đừng hồi đổi ý không ăn cơm mà ăn bưởi á. Ngọt thiệt. Ngon không? Cái tái bữa hồi nãy mình gọt nó nhỏ xíu luôn á, mà tới bữa gọi là không ngon á, tới bữa nó đã bị nứt rồi á, mà nó còn ngọt y như cục đường phèn. Cái dấu nứt nó không có một cái vị hậu chua ha, the cũng không có the luôn, chỉ có ngọt thôi. Ngọt mà muốn uống nước luôn á. Ít có cái bữa như vậy đó. Ít có cái vườn bưởi nào mà được như vậy nè. Tí leo no rồi không ăn bữa. Đó mẹ. Vườn bưởi người ta là cái vườn bưởi là nó ít cái vườn bưởi nào ngọt được gì vậy đó, nó cũng phải có cái hậu chua trong đó à. Trời ơi nè, cá nó nứt luôn rồi mày nè. Ôi ơi, dì hơn gọt cái bưởi hay gọt cái cam à? Thấy chưa, nó không y như cái cam luôn ha. Không giống gọt sâu, gọt mỏng dính ra ngoài, gọt sâu miếng nữa là sâu phạm nữa phạm. Ăn bữa gì mà nó ngon, thấy sợ luôn. Hồi đó cha không biết cái đồng thì chứ, không biết ông lửa giống này ở đâu ra. Ở cái tái này nó còn ngon hơn cái tái hồi nãy nữa nè. Cái muối nó bự chản luôn á, nó bọng nè, cái đầu nó bọng nè. Mà thường thường bữa nó bọng nó mới dày sao ơi. Dạ. Cái muối nó bự dữ lắm. Cái muối tao trời ơi, cái vỏ nó mỏng. Nhỏ mỏng nè, nó chè bưởi đâu lâu nó lấy được. Thì nó mà bán cho người ta nấu chè bưởi người ta chửi chết luôn á. Có ruột mà mày bán giúp cái giống. Mẹ dạ, bán cái vườn bưởi này ổn thiệt cái chứ. Chụp luôn. Mày mốt hả, muốn ăn bưởi lên mua lại không biết người ta có bán cho mình ăn không. Chừng nào muốn ăn bưởi á? Còn như là để chừa lại. Ăn hái ăn từ từ. Từ từ không biết nói không chứ mà nói chuyên ngại chính hai tái thì hái ăn nổi mà hái quá nhiều ăn luôn không nổi. Chị Hương nha. Trẻ gì hả? Không gọt quá này bác bánh the Chị Hương tách nè. Tách cho ngon không nè. À, rồi bây giờ ăn nè. Rồi Khánh mời ông bà cô chú anh chị cùng ăn thêm một lần nữa nha. Tái này Khánh thấy nãy Khánh hỏi tính không ăn mà giờ thấy nó ngon quá, không ăn uổng. Ngon. Ngon gì đâu ngon á. Theo ai giảm cân á, ăn bữa thì khỏi ăn cơm cũng được. Bữa thì ăn bỡ lắm nè. Bữa giảm cân á. Thế là già. Ừ. Giảm cân. Đẹp da. Rồi ăn nên thuốc nữa. Trị được nhiều bệnh nữa. Ăn cái này mà ai có bầu á, ăn cái này để em bé ra mặt hồng hào dữ lắm luôn á. Chị kia chỉ làm rồi. Có khi không có mấy bữa đi hồ ăn mắt cái màu á. Một ngày ăn một trái bữa thì là sống lâu lắm nè. Chấm đậu quá gì á. Thôi giờ bán này ổn quá, để dùng bữa lại ăn luôn. Mẹ Dung. Ăn mà không tìm. Để dùng bữa lại ăn. Rồi. Vậy đây. Nó cởi nhảm xong rồi. Rồi bắt cho Dung, nó dập lên kìa. Bắt không được hay bắt cho. Trời này nó sợ lạnh, nó đem bộ đồ. Lạnh lẽo gì. Họ không quen. Một tí lụm mấy trái bưởi. Con đừng chọi, con hải á. Hải dễ hơn là chọi. Có tái nứt à. Có tái nứt chút nữa để lại ăn.
Rồi bây giờ tới lượt mẹ cân bưởi để vô bao. 2 ký 9 này. 3 ký 1. 4 ký 1.